Dạ vâng, Shop An Thịnh lại xin chào toàn thể các bác thợ nuôi ong. Thì lại gặp lại các bác trong một cái video của ngày hôm nay. Thì bên shop sẽ tổng hợp những cái mẫu thùng quay mật phổ thông nhất, mẫu thùng phổ biến nhất để giới thiệu cho các bác nào có nhu cầu mua. Thì trước khi mà giới thiệu chi tiết vào cái sản phẩm, cái thùng quay, thì bên shop cũng giới thiệu luôn về cái cách thức mua bán. Thứ nhất là các bác mua thì các bác có hai hình thức. Một là có thể kết bạn qua Zalo bằng cái số điện thoại mà cạnh cái tiêu đề của video ngày hôm nay. Thứ hai là các bác gọi điện trực tiếp với các bác khách quen ấy, các bác đã biết được cái uy tín và cái chất lượng của hàng bên shop bán thì các bác có thể alo luôn để mua, để đặt hàng. Thế còn các bác mà vẫn chưa nắm rõ về sản phẩm thì cũng có thể tư vấn điện thoại trực tiếp hoặc kết bạn qua Zalo. Bên shop sẽ gửi những cái hình ảnh thực tế. Đấy là cái cách thức giao dịch làm như vậy. Hàng thì sẽ được chúng tôi chuyển hàng toàn quốc thông qua cái dịch vụ là chuyển hàng qua ngành bưu điện. Các bác mua thì chúng tôi sẽ chuyển hàng.